Xin chào cả nhà, trở lại với Thủy from Oregon USD. Cả nhà ơi, hôm nay Thủy nấu thử cái món này ăn nha cả nhà. Cái mì này nè cả nhà, cái mì này là ở trong Tesco nó bán đó. Thủy thấy người ta ăn, người ta khen dữ lắm, và Thủy cũng chưa có ăn qua nữa cả nhà. Để bây giờ Thủy nấu ăn thử coi nó cái mì này nó đến từ Thái quá cả nhà. Đây nè, đó, nó để là tiếng hoa ấy không à. Đây có tiếng Anh ở dưới đây nữa. Thủy sẽ nấu cái mì này ha, rồi Thủy sẽ xào cái này lên để bỏ lên mì ăn nha cả nhà. Thủy sẽ xào cái này với cái này là những cái xào cả nhà, hải sản đó. Đây là nó có đây, để Thủy chút ra cho cả nhà coi ha, đổ ra cho cả nhà coi. Đây cả nhà, đây ở trong đó nó có nè cả nhà, nó có con mực nè, rồi con bạch tuộc nè, rồi đây cả nhà, những cái con ốc này cả nhà, con chim chép nè cả nhà. Và Thủy sẽ xào tỏi với lại đây đậu Hà Lan của Thủy nè. Hôm bữa mấy nhỏ bước vô xài bớt rồi, bây giờ còn mấy que thôi, để Thủy xào chung này luôn ha cả nhà ha. Xào tỏi với đậu Hà Lan bỏ lên cái mì này mình ăn coi nó sao cả nhà nha. Em đây mọi người ơi, ở trong này nó hướng dẫn nè mọi người, mình 12 gói nha cả nhà, 12 gói để Thủy tháo rồi cả nhà xem ha. Đây cả nhà, Thủy tháo cái hộp ra thì ở trong nó có gì nè cả nhà. Một bịch của nó là gì nè đó. Bây giờ Thủy sẽ nấu 3 bịch cho Thủy với hai đứa nhỏ nha, rồi đến khi nào mấy đứa con Thủy ăn chồng để ăn thì mình nấu lên thử ăn thử coi sao ha. Ở trong nó một bịch nó vậy nè cả nhà đó, nó có 12 gói, giống vậy 12 gói. Ok, mình bắt đầu nấu thôi cả nhà ha. Ok, bây giờ Thủy sẽ nêm vào đây, nêm vào đây là một chút bột ngọt nha cả nhà, chút bột ngọt, và Thủy sẽ nêm muối vào. Và hải sản đó mình nêm một chút muối thôi, nhiều quá thì chắc nó mặn lắm. Dầu mè đó cả nhà, đây, và một chút tiêu. Ở con thì nó chơi đồ chơi ồn ào không chiều nào cũng nấu cơm, rồi con thì chơi, nấu xong thì kêu lại ăn, ngày nào cũng giống như ngày nãy. Đây cả nhà, rồi bây giờ thì Thủy cho nó sạc nước lại, rồi Thủy bỏ đậu Hà Lan vào là xong nha cả nhà, đơn giản thôi. Trong cái gói mì này nó có cái gói sốt này nè cả nhà, giống như nước tương hay sao á, để ngoài thì coi cả ha. Mì nước tương cả nhà ơi, mì nước tương, nhưng mà nước tương. Đấy, 3 gói mì được như đây nè cả nhà, 3 gói mì. Ok, bây giờ mình cho ra cái dĩa thôi nha cả nhà. Cả nhà ơi, đây, dĩa mì có thể làm xong rồi nè, nhìn hấp dẫn không cả nhà. Đó, bây giờ mình ra ngoài thưởng thức cả nhà ha. Đây là dĩa mì hải sản của Thủy. Hi, xin chào cả nhà. Xin chào cô Chiếu. Đó cả nhà nè, dĩa mì của Thủy nè, nay đơn sơ vậy thôi nha cả nhà. Dĩa mì lấy thì đưa cho cả nhà coi nữa kìa. Đây, làm xong dĩa mì để Thủy ăn mì thử coi ha. Cái mì này thì cũng mới lần đầu tiên ăn luôn á cả nhà, không Thủy không có biết nó như thế nào. Mời cả nhà nha, ăn đi con. Hai cả nhà ơi, lấy thì bệnh rồi, lấy sổ mũi rồi, cảm rồi, vậy mà cũng ngoài ăn cả nhà. Ăn đi, ngon lắm. Con mực
Ở trong này nó có đá, con mực. Ăn đi con, ăn đi. Ừ. Con á, chỗ tối nay hỏi dữ lắm cả nhà ơi. Ăn gì cũng hỏi hết. Ăn đi con, ăn đổ tháo quá. Thôi để mình hồi mẹ ra cho. Đó, ngồi ăn rồi cả nhà. Thôi để lì. Ăn đi con. Bởi vì là hải sản thì thích lắm, cái gì cũng ăn cả nhà. Ở cái mì này ăn ngon cả nhà. Mì nước tương hả? Đá shrimp. Con tôm. Con mực. Con mực à, mực. Dạy tiếng Việt thì hơi cả nhà hả? Con tôm. Ăn đi con. Ngon cả nhà ơi. Ngon. Ngon quá. Ăn đi con tôm á. Con của thị á. Con của thị ăn à, lấy lì nó mê tôm lắm cả nhà. Ngon bạch tuộc cả nhà. Thấy gì? Ngon không? Má sầu ngon không? Ngon à? Con tôm. Con tôm nè, tôm. Con tôm mà hỏi hoài luôn nha. Con tôm, ăn đi con. Ở đây mình nó có con chim chép nữa nha. Chỉ mua nguyên cái bịch đó ở trong bán cờ cả nhà là khoảng 10 đồng, 10 đồng 99 hả? Đây là mì. Ăn đi con. Ở Hà Lan ha. Nó giòn đấy nè, ngon. Ăn dây hồi mày nói ra. Ăn xong đi. Đây nó seafood spaghetti baby. Cái nhà ơi. Ngon cái nhà, cái mì này ăn ngon. Mì này hợp khẩu vị với người Việt mình. Nước tương á cả nhà. Nước tương, trộn nước tương. Pin. Ai con? Mà thấy không? Giỏi lắm. Cái gì cũng ăn thử á. Cái gì cũng làm hết. Cả láng. Ngon hả? Nó giỏi quá à. Hôm nay ba mẹ con ngồi ăn đơn sơ vậy cả nhà. Mực. Ở đây con, mực. Nè thấy không? Ăn được con mực, mực nè cả nhà. Hả? Thử sạch tỏi lên, thích lắm. Ăn ngồi ăn ngon cả nhà. Thích tự ngồi ăn rồi. Ở thì người đời ở Việt Nam thì cho con học tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng. Còn ở bên Mỹ thì cho con học tiếng Việt. Cố gắng dạy tiếng Việt các bạn ạ. Mực. Cứ hỏi mẹ cái này là gì, mẹ cái này là gì. Ngon cả nhà.
Công nhận hay thiệt, cái mì này trong đó đó cả nhà. Nó chỉ cho mình có một gói nước tương thôi cả nhà. Gọi là mì. Mì trộn nước tương. Nhà ăn đi, lấy của mẹ đi. Của mẹ với của con cũng giống nhau mà. Đâu có. Ăn đi. Ý hồ. Ngon không? Nhà mì. Thì ăn đi coi. Ngon ăn ngạt mũi à. Thở mũi, ngạt mũi. Ai coi? Yeah, you do. When you come here, you find it all. How do you know? Lúc này thì qua Mỹ là chỉ 4, 5 tuổi mấy á cả nhà. I've been here in Oregon for 4 years. 5 tuổi mấy. Trời mới đây mà chỉ qua Mỹ được 3-4 năm rồi, tỉnh nhanh ghê. Ngâm đi. Ngồi nút mì. Vậy ăn đi con, ăn nhiều vô. Ăn nhiều cho mau lớn. Đó, con nít nè. Mà ngồi ăn nữa là cái mì này ăn ngon rồi đó. Ngon không nè. Hôm nay bữa tối dân sơ. Cái gì thôi. Jelly. Jelly. Ăn đi con. Trời ơi. Ở nhà có cái đầu mực nhà mà chị gấp. Thôi thôi, cầm xin lỗi. Trời ơi, mẹ đâu có dành ăn với con đâu. Lily really likes seafood, huh? Come on. Hả? Lily really likes seafood. I love seafood, not like seafood. Mommy! Not like. Lily needs food. À, hôm nay vậy là xong cả nhà. Xong bữa cơm. Yummy seafood. Nào không? Hải sản. Miễn là hải sản là gì chị cũng ăn. Đúng rồi. Đó, ngồi ăn vậy á. Nhưng mà cả nhà biết không, hôm bữa thì có làm cái video thì nói á là con có thể uống vitamin mỗi buổi sáng cả nhà. Vitamin nó cho con uống mỗi buổi sáng á, rất là tốt, con nít nó rất khỏe, nó chơi và nó vui và nó ăn được cả nhà. Cho nên là sáng nào chị này cũng uống ha, ăn một viên. Chị này thì 2 viên đó, cho nó bổ sung thêm cho con nít á. Vitamin của nít. Thôi đừng có khỏ cái này xuống bàn con, nguy hiểm. Khỏ xuống bàn nguy hiểm à. Ăn cơm không có được khỏ cái đó xuống bàn nha. Ăn đi. Hả? Mời chị muốn bệnh rồi cả nhà ơi. Chị bệnh rồi, chị sổ mũi. Cả nhà biết sao không? Bởi vậy thì mới nói hồi kỳ thì có cái video thì nói là nếu mà mình thì cho con của người ta ăn cái gì thì nên hỏi á, thì cả nhà biết sao không? Phải là ai con lấy của mẹ chi dạ của con kìa, còn quá trời cũng ăn. Không phải là thì ích kỷ, nhưng mà thì chia sẻ cho cả nhà mình để cả nhà mình
biết thêm là tại vì con nít ở bên Mỹ nó không có giống như ở Việt Nam mình. Không hiểu sao con nít ở nước ngoài cả nhà nó bị dị ứng rất là nhiều. Nó bị dị ứng rất là nhiều. Ăn đi con. Nó bị dị ứng rất là nhiều. Cho nên mình không có biết đứa con của người nào có dị ứng á. Cho nên khi mình cho con của người ta ăn thì mình nên hỏi trước. Con của Thị nó bị dị ứng đủ thứ cả nhà ơi. Có nhiều đứa con nít thì nó bị dị ứng phóng hoa. Có nhiều đứa con nít thì nó bị dị ứng với đậu phộng á, cả nhà đậu phộng. Có nhiều đứa thì dị ứng với sữa. Có nhiều đứa thì dị ứng với hột gà, hột vịt gì đó cả nhà. Đủ thứ loại hết. Cho nên là Thị có chia sẻ với cả nhà cái video của Thị nói là lúc mà Thị nói với em chồng của Thị nói là khi cho con của tôi ăn cái gì thì nên hỏi qua tôi đó. Tại vì cái này là cái nó giống như là cái ở bên này là cái đó là cái dĩ nhiên thường chứ không phải là mình ích kỷ đâu cả nhà. Tại vì mình phải biết như vậy để khi mình cho con của người ta ăn á cả nhà nó không có xảy ra tình huống mà mình không biết á. Nên hỏi người ta trước khi mình cho con ta ăn cái gì. Tại vì không biết có nhiều đứa nó ăn kẹo không được gì đó cả nhà ơi, đủ thứ hết trơn. Leave a like down below and subscribe and hit the notification bell. Thank you, baby. Bye, mommy. Bye. Bye. Nè con bye hả? Nó ăn chưa hết mà. Thank you, mommy. Welcome, baby. So good. We welcome, baby. Awesome. Bắt chước gì lắm cả nhà mình. Cái gì cũng bắt chước chị hết trơn. Chị nói gì bắt chước. Hả? Nó cắt xì mò bé đi. Nó mix xíu food bị thần. Để in the back. Mommy, why eat them? Mommy, eat them. Tôm. Con tôm. Nói đây. It's like spaghetti, but it's not cheap. It's spaghetti. Ăn hết luôn cả nhà. Tại vì một gói của nó rất là nhỏ cả nhà ơi. Một gói của nó không có to đâu. Ăn đây hả con? Đơn sơ cũng ăn đủ. Để em cả nhà. I don't want too much. Rồi ăn xong uống một ly nước. Ly có hình dễ hình qua Sakura cả nhà. Ly này là Thị đem từ bên Nhật qua. Quá đẹp. Ngon ta. Rồi ăn xong rồi buồn ngủ. Tại biết xong cả nhà lấy liều uống thuốc dị ứng á. Cho nên là buồn ngủ dữ lắm. Dị ứng á hả? Con nít mà nó bị dị ứng á cả nhà. Nước mắt nó cứ chảy qua nè, nghẹt mũi nè. Rồi chỉ vừa bị dị ứng mà chỉ vừa bị lấy đi vừa dị ứng rồi lấy đi vừa mọc hai cái răng cắm á, gân cuối hai cái răng cuối cùng á cả nhà, nó xé thịt đi lên cho nên làm sốt nữa, Thị không có ngủ được luôn. Con cỡ này rồi đó mà còn nửa đêm á cả nhà, khóc la phải canh rồi đo độ cho bé. Thank you baby, sweet girl, thank you. Sweet come baby, sweet girl. Đó, rồi phải đo độ cho chị đó này kia xong rồi á. Căng chị. Hả? Con muốn mày chúc con hả? Bye. 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 See you. See you. See you in the next video.
nhà. Cảm ơn cả nhà. Nếu nhà nhớ cho Thị một like, một share, nhắn đăng ký nha cả nhà ơi. Ủng hộ thì giúp Thị cả nhà. Bye bye. Trời ơi. Muốn hùng là hùng rồi, không phải luôn đi. Trời ơi vậy á. Có có con gái là vậy á cả nhà. Thương lắm mà cây lộn cũng vui lắm. Bye bye cả nhà. Bye bye.